សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី12អ្នកគ្រូមានឈ្មោះថាហុំឡង្អើជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកជីវវិទ្យានៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសណ្ដានថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកឡើងមេរៀនដែលក្នុងចំពោះ5ព័ត៌មានសេនីតិកអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនទី1អ្នកគ្រូសូមលើកយកអាស៊ីតនុក្លេអ៊ីតមកបង្ហាញសិនចា៎អញ្ចឹងអាស៊ីតនុក្លេអ៊ីតអញ្ចឹងអាស៊ីត អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកចាអញ្ចឹងអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកគឺយើងសរសេរបានអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកចាអញ្ចឹងអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកនេះគឺ AN អញ្ចឹងក្នុងអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកនេះវាបែងចែកចេញជា2ទៀតគឺអាស៊ីតសំទោសបែងចែកជា2គឺអាស៊ីតដេអុកស៊ីរីបូនុយក្លេអ៊ិកចាអញ្ចឹងអាស៊ីតរីបូនុយក្លេអ៊ិកអាស៊ីតដេអុកស៊ី អុកស៊ីរីបូនុយក្លេអ៊ិក ចាអញ្ចឹង អ៊ិក អញ្ចឹងគឺ ចាអញ្ចឹង A D អ៊ិន អញ្ចឹង អសរកាត់របស់ អាស៊ីត នុយក្លេ អាស៊ីត D អុកស៊ី រីបូនុយក្លេ អ៊ិក ហ្នឹងគឺ AD AD N ចាអញ្ចឹង acid nui acid deoxyribonucleic នេះអសរកាត់របស់វាគឺ ADN អញ្ចឹងវាជាភាសាបារាំងអញ្ចឹងបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺ DNA ចាអញ្ចឹង គ្រួសារមួយគឺគាត់ចង់រកឪពុកនិងកូនអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវពិនិត្យ DNA ហ្នឹងទើបរកឃើញអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ acid acid ribonui bonui cleic cleic ចាអញ្ចឹង acid ribonui cleic យើង សរសេរ acid ribonui សំទោស nui cleic ចាអញ្ចឹង acid ribonui cleic គឺ A E N ចាអញ្ចឹងគឺគេយក A ចាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ R ធំ ចាអញ្ចឹង A E N អញ្ចឹង A E N អញ្ចឹងចំពោះ A E N នេះគឺវាមាន 3 ទៀតគឺ A E N E A E N T ហើយនិង A E N M អញ្ចឹងចំពោះ acid ដេអុកស៊ីរីបូសនេះវាតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងចំណែក acid ribonucleic នេះ AN នេះគឺវាតកតងទៅនឹងមេរៀនក្រោយការសម្ដែងចេញនៃសែនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី1 ADN ជាតម្រព័ត៌មានសេនេតិកអញ្ចឹង ADN នេះគឺបានមកពីពាក្យ A គឺ acid D គឺដេអុកស៊ីរីបូស N គឺនុយក្លេអ៊ិកចាអញ្ចឹង ADN ជាតម្រព័ត៌មានសេនេតិកអញ្ចឹងជាតម្រនេះបានន័យថាវាផ្ទុកនៅព័ត៌មានសេនេតិកអញ្ចឹងវាផ្ទុកអញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជាប្លង់សម្រាប់ដឹកនាំការសាងសង់សារលក្ខណៈរបស់សារពាង្គកាយចាអញ្ចឹង ADN អញ្ចឹងនិយាយពី ADN គឺវាគឺជាធាតុបង្ករបស់ក្រូម៉ូសូមអញ្ចឹងក្រូម៉ូសូមរបស់យើង យើងបានរៀនការពីថ្នាក់ទី11 ហើយក្រូម៉ូសូមមានធាតុបង្កពីរបែបគឺ ADN ហើយនិង
protein. Chẳng ADN nâng protein chẳng tự miên chùm ngọt mũi chùm ngọt thả ta ADN rưu cơ protein chia bò rồi miên sẽ nè tiếp. Chẳng bằng thua ở kế miên cá tì sao. Chẳng môn nâng tự đo cá tì sao nè cử xong cho tư chùm lệch mũi xa mà sự thiệt kì mí nè bò rồi miên sẽ nè tiếp. Chẳng tì mũi cứ cá tì sao rồi bỏ lốp kì phịt. Chẳng nơi chân nằm một con buồn rồi xa mũi lô Griffith quát cứ chia bạc tử vị tú chân sang chiết ông lề chẳng chẳng quát ban phía sau từ lỡ bạc tử pneumo cầu chẳng bạc tử pneumo cầu nâng cứ chia bạc tử đài bằng co chung ngữ rồi liệt suốt răng thôn thơ đo thân này cả sát chẳng chẳng vì miền rụng riêng bị bái cứ rụng riêng ế hai nâng rụng riêng ế chẳng chẳng rụng riêng ai nâng miền này ở tiệm bà kế cứ smooth miền này thá rồi lính hai viên miền sáu đại phơ âm pí cluisit hai bằng co chung ngữ dạng cài xả hái chẳng quạt ban lục kỳ phết nâng cứ quạt ban chạm bạc tỷ ai nâng từ khăn nóng luôn còn đó lúc ngoáp đôi xa chung ngữ rồi liệt suột chẳng rụng riêng ai cứ rụt chẳng việc miền sáu thu âm pí cluisit hai viên mình bằng co chung ngữ tệ chẳng dân từ mơ cà phê sao rồi bỏ lô kri phết từng ác nìa chẳng chẳng cà phê sao rồi bỏ lô kri phết chẳng ở ní cứ bạc tử rì ế chẳng bạc tử rì ế cứ viên miên sáu bọt trong vầy chẳng lại cổ bán cù cà hò mì hào ấy ní cứ bạc tử rì ế chẳng bạc tử rì ế cứ viên miên sáu tề chẳng chẳng bạc tử rì ní cứ viên nữ nóng bỏ bệ tử bần tọa máu kế bần đông viết nơi nóng bầm phung xạ chẳng bần tọa mà tiết cứ kê dọc bạc tử rì ế ní tư chạm nơi nóng luôn còn đòn chẳng chắc nó phải đại chạm nó không khuôn cần đó cứ thua ai cần đó nâng ngóp đa xá chung ngữ rồi liệt suột hai chung bộ bạc tử rì e bình cô kê thua đôi chía bạc tử rì e đài chẳng kê đạo viên nó không bỏ bí tử chẳng kê bằng tọa mốc kê dọc viên tơ bằng đó nơi không bằng phùng xạ chẳng kê dọc viên mà chạm nó không khuôn cần đó chạm nó không khuôn cần đó bằng tọa mốc cần đó nó rùa chạm bằng tọa mà tiết từ lô kri phít nâng cư quạt bán dọc bạc tử rì ế nâng tư xâm lạp đáy cầm đáy chẳng chắc bật tọa bì xâm lạp đáy cầm đáy quạt dọc tư chạm nơi lớ khuôn cầm đáy đáy xa ở tiệp bồ cầm đáy cư thua áo cầm đáy nú rùa chẳng bật tọa mà tiết cư quạt bán dọc bạc tử rì ế đáy xâm lạp đáy cầm đáy nâng tư lìa chì mùi nâng bạc tử rì ế chẳng chắc bạc tử rì ế chẳng quạt dọc là bài đã lìa khi nè tay chạy chìm muối tay chạy nắng sạt cẩn đó thua ai cẩn đó nó ngoạm chẳng được nông chim cẩn đó cây phần đất khơi miền bạc tử rì é rùa tam ca bị sao rồi bao lục repeat quạt ban sàn than thà bạc tử rì é miền sáu bằng phái tay chìa bạc tử rì é miền sáu bằng co chìm ngữ nâng bên chun lại cẩn nã tới sàn đan cào qua miền xe nè tay rồi bao bạc tử rì é bầm lái xa rồi thiệt mũi lại bàn một tí bạc tử rì ế chẳng ca phía sau rồi bà lục kri phít mình toàn ở ạt nhạch bàn thà ADN rưu cơ protein chia bò rồi miến xe nè tịch tì đòi xa quát dục bạc tử rì miến xa rõm nâng xong và rẹ đồng nô bùi được bảo viết tên phía sau tên ở tầm đồ thì ngày nay dân chọc bằng nâng sấn chăm to tên sạp đá cáo bằng tay môn nâng chóc nè krung miên cạch ca tế hại của dân thờ chẳng nè krung miên xùn nùa muối châu bằng hai ca phía sau rồi bỏ lột hờ xí nâng chả chẳng bê tờ lập tự tẹp vĩnh ôn mơ tặng ạc nế bê mà vĩnh tư nè krung nâng bỏ xa rai chùn.